trang biến chi hội cựu chiến binh ba quân dự chi đặt Long Thành đồng Nai thuộc sư đoàn 1 binh 9 lực lượng biểu hát của thường trực ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 1 binh 9 mặt trận 1 binh 9 nay là sư đoàn 1 binh 39 quân đoàn 4 đơn chiến chi buồn cùng gia đình và thương các đồng chí Nguyễn Vinh Giang và tóm tắt tiểu sử quá trình tham gia công tác chiến đấu của đồng chí. Họ tên Nguyễn Vinh Giang, sinh ngày 21 tháng 11 năm 1965, địa chỉ trước kia Trần Hữu 72 xã 12, đường Hai Trung Vương, khu phố 5, thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh, nay là quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, sớm giác ngộ cách mạng. Năm 1986, đồng chí đã được nhập ngũ tại lữ đoàn 84, quân khu 7, Long Giao. Đến tháng 7 năm 1986, đồng chí tình nguyện sang Campuchia, được biên chế vào đơn vị chủ lực thuộc trung đội vệ binh quân đoàn 812, sư đoàn 1 binh 39 mặt trận 49, nay là sư đoàn 1 binh 39 quân đoàn 4. Trung sĩ chức vụ tiểu đội phó trong quá trình tham gia bảo vệ tổ quốc tại biên giới Tây Nam, đồng chí luôn chấp hành tốt quy luật quân đội và cùng đơn vị tham gia nhiệm vụ truy vết 1.000 quân đó là người con của hèn, người dân của mình, người chồng của thị trấn, người cha của mẫu. Tuy lúc bây giờ đất nước ta cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, đồng chí vẫn tiếp tục lao động bằng chính bản lĩnh của một người lính chiến. Đồng chí sinh và làm quân nhân đến 1995, đồng chí được giữ chức vụ giám đốc công ty Thành Đoàn cho đến khi đồng chí Long Bình Định. Kính thưa cho biết, trong thời gian tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia, đồng chí được đồng đội yêu mến trở về với đời thường. Đồng chí trên cương vị là một giám đốc của một công ty qua nhiều năm liền, đồng chí được cấp trên tin tưởng cấp dưới tin trọng. Những năm gần đây đồng chí đã ngã bệnh, tuy vậy gia đình và đội ngũ y bác sĩ hết lòng cứu chữa vì căn bệnh còn nghèo, đồng chí không có thổi đã rút hơi thở cuối cùng vào hồi 10:15 ngày 13 tháng 6 năm 2019, ngày 11 tháng 5 năm Kỷ Hợi. Kính thưa đại lý, đồng chí Giang trong quá trình tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia đã được Đảng và Nhà nước Việt Nam phong tặng những phần thưởng cao quý, nhất một huân chương chiến công hạng 3, một huân chương chiến sĩ công an hạng 3, một huy hiệu kỷ niệm quốc tế kỷ niệm chương sư đoàn 1 binh 39, kỷ niệm chương quân đoàn 812 và nhiều những cái khác. Đồng chí hiện là hội viên của kỷ niệm 3 thuộc sư đoàn 1 binh 39 quân đoàn 4. Hôm nay đồng chí Giang ra đi về tổ chức hàng để lại thời gian mẹ mất đi người con, em mất đi người anh, giờ mất đi người chồng, cả con mất đi một người cha, xã hội mất đi một cá nhân tốt, công ty mất đi một người lãnh đạo đã nhiều hơn mới có, chúng tôi mất đi một đồng đội đồng chí, và từ đây gia đình không còn được nghe tiếng bày đan của người cha, người chồng, người cha với những cái người này, những cái người còn sống. Hôm nay trước linh cữu của đồng chí, chúng tôi là những người đồng chí đồng đội xin được đến với thân con và đầu mong với đồng đồng chí sức lực và điều nhân đạo tất cả. Một cái mục đích tự nhớ đồng chí